đó. Rồi người mẹ lên cỡ như là cái chùa Hoằng Pháp của nó thì bao nhiêu công đức sạch của bé có được ngày hôm nay. Tôi nói công đức nào mà sạch? Những ngày vừa qua bé làm được cái gì đâu sạch? Chẳng qua những cái loại mà nó u mê đó quý vị. Nó nghe con bé nói vậy rồi nó nói từ lúc mà có bé Tường Lam xuất hiện rồi nói vậy là mình có biết được cái đường tu tập. Ở trên ngày xưa rồi ở nhà cha mẹ không có hả? Ông bà không có để mà dạy mình trở thành một con người tử tế hay sao mà đợi con bé Tường Lam nó nói rồi mình mới biết đường tu tập, mới biết đường sửa sai. Kinh sách có đấy, những bài giảng của mấy cái vị cao tăng có trên mạng từ lưa đấy, thích thì vô đấy nghe mà tự tu chứ. Đường là đã có sẵn rồi, có nghĩa rằng những cái giáo lý của nhà Phật đấy là cái con đường để cho mọi chúng ta phải đi. Còn cái câu chuyện mình đi hay không là phụ thuộc vô mình. Mình phải tự đi, mình phải tự thắp đuốc để đi, chứ không chờ ai mà nó thật sự tới lôi kéo mình đi hết trơn á. Đó. Mà do mình ngu quá mình không đi thì thôi đừng có lên cổ xí. Thật sự quý vị, tôi phải chữ cái loại mà nó u mê. Đó. Mình ngu quá mình không đi thôi đừng cổ xí. Đừng có nói là từ ngày có bé Tường Lam xuất hiện rồi em mới biết tu tập. Ủa không có bé Tường Lam rồi cả dòng cả họ rồi không ai dạy ai trơn trọi. Đó. Bé Tường Lam nó là cái gì mà phải là đề cao nó lên là từ ngày có bé Tường Lam rồi em mới biết tu tập. À, chứng tỏ cái gia đình đó cũng bất hạnh dễ sợ quá vậy. Chung là cả cha cả mẹ chung là giống như là cá mè một lứa nhau hết, dốt dốt như nhau hết. Không có ai mà chỉ dạy ai được. À, nó giống như nó thật sự nó cùng cùng trang lứa. Con thì nhìn thấy cha vậy là cứ học theo cha, cha nhìn thấy ông nội cái học theo ông nội vậy, rồi tất cả mọi cái là nó quy đồng về một cái sự gọi là gì, bản thân mình phải tự vận động, tự đi học, tự kể như là đốt đuốc, tự mình tìm đường mình đi, tự mình cứ như là trong cái giáo lý nhà Phật là cái như là để lại để cho tất cả ai cũng được quyền tiếp cận, cũng được quyền để học hỏi. Do mình không học, do mình không tiếp cận, rồi mình dốt đi, rồi nghe con bé nó lên nói tào lao, rồi bách cái đó từ ngày có bé Tường Lam, thánh thần thiên địa, bé Tường Lam mà dối dữ vậy. Thế. Bỏ tay. Năm có phụ thang, xin nhầm rồi. xin lộn. Này, này, phải đính chính lại, xin lộn. Lại. Thế để được thì là mình nói mà không đúng á, thì bên khán giả tới comment thì nó không hay cho lắm, phải cho chính xác nó ok. Mà hoa nhìn mặt đẹp quá xí xóa không sao. Còn thấy cái lời chữa quê của bà mẹ rất rõ ràng chứ. Để. Con của mình mà đẻ ra mà thật sự không nhớ cái năm sinh nữa thấy cái điều đó vô lý, không nhớ số tuổi thì thấy cái điều cực kỳ vô lý chay. Cái quên này đó quý vị, cái quên này nó mới là cái đáng nói đó. Để. Cái tuổi của con là quên, ha, tuổi của con là quên. Mà nhớ toàn nhớ chuyện chi chi không à, nhớ toàn cái chuyện mà cái như là cái mái nhà che nắng che mưa à, cho tuổi con quên à, người mẹ cũng hay đó, tôi thấy người mẹ cũng cực kỳ thú vị à. Quan trọng là những gì bé biết mà bé nói là nó như sự thật, nó chỉ mong còn cái vấn đề chay với lại niệm Phật chúng nó thì, thôi chứ không cần gì hết. Theo kinh không? Không, bé chỉ lấy điện thoại ra chơi game hoặc là chơi những cái linh tinh thôi. Còn chị gạo gần đây 3 tháng nay là chị... Riêng cái này là người mẹ đó là đã nói sai so với những cái gì bé nói tại chùa. Cái anh Duy Tấp hỏi rằng cái như là bé có xem điện thoại và bé có nghe kinh hay không? Người mẹ phản bác là không, không nghe kinh. À, nhưng mà bé nói tại chùa đó là tối ngủ là bé nghe kinh. Và những bài kinh gì bé nghe có nghĩa là chú Đại Bi hay là chú Lăng Nghiêm đồ là bé nghe những cái đó là lúc bé chuẩn bị đi ngủ. Mà người mẹ bảo rằng là không biết, người mẹ bảo rằng là không hay, người mẹ bảo rằng là không, nó cầm điện thoại nó chơi game chứ còn kinh kệ nó đâu có nghe đâu. Ủa sao kỳ đó quý bà con? Ủa người mẹ chi mà bây giờ nó thật sự, tôi nói trẻ thơ nó nói là đúng khóc hết trơn. À, vì ra đường hỏi người già mà về nhà hỏi trẻ, đây là một trong những cái mà bà con nào cũng đã từng nghe. Tôi nghĩ cũng có nhiều người áp dụng. Đúng không? Ra đường hỏi mấy người già là họ chỉ thật hơn. Đấy, còn hỏi mấy cái người mà cái như là cũng trôi đó, thật sự nhiều lúc người ta chỉ không thật. Đấy, rồi về nhà hỏi trẻ. Đấy, nhà có chi đó là kể hết trơn rồi.
À, vừa rồi xuất hiện một clip ngắn đó. Cha đi công tác. À, nào để con ở nhà với mẹ. À, bắt đầu là bà mẹ cái như là bà cứ ôm điện thoại, bà chơi game miết cả đêm. À, bắt đầu là vừa đó thằng cha mới vừa kéo ba ly vô tới nhà, bắt đầu là con ra mét ba ơi mẹ ở nhà chơi game cả đêm không chăm sóc gì con hết trơn rồi. Đấy. Đó trẻ con là nó nói là thật. Cuối cùng ông cầm đó, ông cái như là cũng là hoài nghi, anh xem lại camera anh gắn là đúng ai xì. Đúng ai xì. Dĩ nhiên là một trong những cái clip hài, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng những đứa trẻ nó nói là thực sự cực kỳ chính xác. Nó nói những cái sự thật, nó không có biết là cái sự mà dối gian. Nó dối gian ở đây do những người lớn chỉ bảo. Đấy. Cho nên có một số người á, một số người vào bảo rằng ủa tại sao lại đi trách bé Tường Lam. Xin thưa quý vị, ở đây tôi không trách bé Tường Lam. À, tôi thấy thương cho bé Tường Lam, thật sự tôi không trách bé Tường Lam. Tôi chưa bao giờ nói bé Tường Lam một câu nào nặng. Bà con là theo dõi từ trước giờ là bà con thấy rồi. Tôi chưa bao giờ trách bé Tường Lam hay là cái như là có những cái lời lẽ mà nặng nề dành cho bé Tường Lam. Mà tôi thấy thương cho bé Tường Lam. À, bé Tường Lam hiện bây giờ nó giống như là một cái công cụ của là ai đó để mà dùng bé Tường Lam có những cái ý đồ riêng. Và chúng ta cũng nãy giờ cũng đã nghe rồi. Bé Tường Lam nói với vị sư thầy là tối ngủ là cái như là nghe kinh. Còn người mẹ bảo rằng là không. Người mẹ bảo rằng là bé cầm điện thoại, bé chơi game, nhưng bé không có nghe bất kỳ cái gì. Ủa tại sao kỳ vậy quý bà con? Thế bây giờ bà con nghĩ đi, ai đúng ai sai? Bà con tin con bé hơn là tin người mẹ hơn? Tôi tin về con bé. Tôi tin về con bé. Mà mỗi lần con bé nói cái chi là nó cũng phải nhìn mặt người mẹ nó mới phát ngôn. Cái điều đó là thật sự tôi thấy rất đáng thương. À, thương cho cái sự gọi là hồn nhiên non nớt của bé mà trở thành một diễn viên nhí bất đắc dĩ trong cái trò chơi này. À, cực kỳ thương. À, thông minh cũng là một cái tội. Thông minh nếu mà mình dùng cái sự thông minh của bé đó, trong một cái lĩnh vực khác tôi rất cực kỳ thú vị. À, nhưng mà đằng này dùng cái sự thông minh của bé để có một mưu đồ riêng cho những người lớn. À, tôi nói những người lớn quá nhẫn tâm. Cái tôi nói trong những ngày vừa qua là tôi đang coi như là phản bác lại những người lớn đang có những cái ý đồ, đang có những chiêu trò mà dùng một đứa trẻ gần 6 tuổi, riêng tôi nói quý vị, riêng năm sinh thôi là mình thấy có một cái sự nó dối lừa. Bé đã gần 6 tuổi mà bảo rằng bé là 4 tuổi, tôi nói thật sự đây là một trong những cái lừa mà lừa thớ kỹ luôn. 4 tuổi khác, 6 tuổi khác. Giữa 2 tuổi đó nó có cái sự nhận thức khác nhau hoàn toàn. Tại vì 4 tuổi là giả sử như là nó chưa nhận thức sâu, nhưng mà 6 tuổi là nó đã có một sự nhận thức. Mà bảo sao là 4 tuổi mà lên đó, trời ơi tôi thật sự người mẹ mà bảo rằng quên tuổi con là thấy điều đó vô lý quá. Thấy bé đọc á, những bài chú á thì chị mới đọc theo, nhưng mà khi mà chị đọc thì đọc chung với bé luôn. Vậy đó, bé lên chị không có lên YouTube mà chị lên chứ. Bà con nghe đoạn này. Nghe đoạn này nó mới lộ ra là cái bản chất thật của người mẹ. Tôi lật từng cái chi tiết một đó quý vị. À, từng chi tiết một tiết một rồi mình mới loàn theo đó quý bà con. Bây giờ cái dây gọi là cái dây người ta cắm sâu quá, bây giờ mình giật mạnh là đứt. Giật mạnh đứt liền. Phải loàn vô môi ra rồi tới đâu hay tới đó, cái môi dần đi rồi nó cũng tới đứt thôi. Cứ từ từ. Đấy không? Vậy là chị, bản thân chị cũng nghĩ là bé tự biết những cái bài kinh như vậy. Sao con biết cái điều đó? Dạ tại vì mấy gần đây Quan Âm nói con của Vũ Quỳnh. Tại sao con biết bài kinh đó nghe? Đây là người mẹ hỏi. Rồi con bé nói gì? Mấy ngày qua là Quan Âm nói với con. À, bà con nghe hết đoạn này. Có nghĩa là người mẹ hỏi một câu thì bé nó nói thiên về tâm linh rất nhiều. Mà những cái người mẹ không hỏi thì bé nó nói về thực tế. Nó đọc là đọc cái chỗ đó. Khi nào mà có cái câu của người mẹ hỏi vô đó là bé nó thiên về tâm linh. Mà người mẹ không hỏi là bé thiên về thực tế. Có sao nó vậy? Đúng không? Giống như cái vị sư thầy hỏi là bé trả lời vanh vách luôn à. Con trước khi ngủ con có nghe kinh. Trước khi ngủ con có nghe kinh và những bài kinh chi chi. Bây giờ bé trả lời hết trơn hết trọi. À, chết là chỗ đó quý bà con. À, bà con nghe lại từ đầu đuôi ha. 3 tháng nay là chị thấy bé đọc á. Những bài chú á thì chị mới đọc theo. Nhưng mà khi mà chị đọc thì đọc chung với bé luôn. Vậy đó, bé lên, chị không có lên YouTube mà chị lên trên TikTok á. Vậy là chị, bản thân chị cũng nghĩ là bé tự biết những cái bài kinh như vậy.
Mà sao con biết cái bài kinh đó? Dạ tại vì mấy gần đây Quan Âm nói con cũng Vũ và là con thấy Quan Âm nói con là con đừng có lo chơi game nữa, con lo về cái nhiệm vụ của con. Bà con nghe con bé nói là ngập ngàn ngập ngừng không quý vị? Nghe Quan Âm, mỗi khi con ngủ là con nghe Quan Âm bảo rằng con đừng có chơi game nữa mà con lo cái nhiệm vụ của con đi. Ủa nhiệm vụ con là nhiệm vụ chi đó con? Nhiệm vụ con là cái như là có cái nhà che nắng che mưa cho ba mẹ hả con? Hả? Bà con có tin không? Tôi không tin. Yeah. Con đừng có chơi game nữa, bây giờ con lo cái nhiệm vụ của con đi. Mà tôi nghĩ cái nhiệm vụ của bé Tường Lam này cực kỳ nặng nề. Cái nhiệm vụ của bé là phải làm thế nào để cho có một cái nhà che nắng che mưa cho người mẹ. À, chứ còn tôi nghĩ rằng bé không có nhiệm vụ gì ngoài cái vấn đề là gì? Ăn, ngủ, học. Đó, một đứa trẻ ba nhiệm vụ đó: ăn ngoan, ngủ sâu và học giỏi, thế thôi. Cái nhiệm vụ chi tôi nói thật sự, giả sử như có Phật bà đi chăng nữa, giả sử có Phật bà đi chăng nữa thì người ta cũng không thể nào mà bắt một đứa trẻ 4 tuổi mà cái nó gánh vác một trách nhiệm mà cực kỳ to lớn, đúng không? Phật là từ bi. Mà bây giờ mà nói thật sự, một đứa trẻ mà cả như là gần 6 tuổi mà Phật nào đâu mà bắt nó gánh một cái trách nhiệm nó to lớn như vậy, thì mình cũng phải xem lại ông Phật này có phải là Phật thật hay không. Thế nhiều lúc bé ngủ rồi cái lựa cái cơ hội bé mơ mơ màng màng rồi người mẹ thối lỗ tai. Con đừng chơi game nữa nha con. Con ráng con lo trách nhiệm của con đi con. Trách nhiệm con là học. Hay cả trách nhiệm con là cái như vậy, phố độ cho mẹ một căn nhà thôi, chứ còn mẹ không cần nhiều đâu. Trời đất thánh thần ơi, một đứa trẻ mà bây giờ bà con thấy đi, đứa trẻ vô tội quá vậy, mà những người lớn do những người lớn ở trong đó, để nó khổ lắm. Yeah. Nhiệm vụ của con là nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ của con là phải đọc kinh sám hối hai cha bà ngoại ngoại, hay là mình đọc kinh chú Địa Tạng, hay là chú Lăng Nghiêm, hay là chú để cứu rỗi chúng sanh, hay là... Ủa cái nhiệm vụ của con mà sao bây giờ đọc kinh sám hối cho ông ngoại bà ngoại thì chứng tỏ là mẹ con bày chứ Bồ Tát nào con. Đó không? Đọc kinh sám hối chỉ có người mẹ mà cho ông ngoại bà ngoại là chỉ có người mẹ bày thôi. Chứ còn nếu mà Phật bà Quan Tham Bồ Tát á, là phải là nó rộng lớn hơn là chúng sanh. Đúng không vậy? Đã Phật bà Quan Tham Bồ Tát mà bảo con bé này đó thì người ta phải trên một cái quy mô rộng hơn là chúng sanh. Đó, muôn loài. Chứ không riêng gì ai. Đấy, mà tại sao bây giờ nó thật sự con lo nhiệm vụ của con đi. Mà nhiệm vụ của con là đọc kinh sám hối để cho ông ngoại bà ngoại. Tôi nghĩ là có mỗi bà mẹ bà nói thôi. Bà mẹ thôi bây giờ con đọc theo mẹ đi. Con đọc kinh sám hối theo mẹ đi. Đọc thế này thế nọ theo mẹ đi. Để mà cho cái gia đình kiểu như là nó được có những cái ABC đó. Theo về tâm linh của họ. Chứ con làm cái chuyện mà. Phật bà Quan Tham Bồ Tát thì phổ độ chúng sanh là muôn loài, đó không? Đâu phải là cái mỗi ông ngoại bà ngoại không con. Đấy, có nghĩa là bây giờ cái nhiệm vụ con nó cũng lớn lao lắm, phải làm cho thế nào cho được nhà. Đây là cái nhiệm vụ của con đó. À, mấy ngày vừa qua đó, không biết là cái chuyện phước đức con thế nào mà mẹ bây giờ lên gọi là lấy cái phước đức sạch của con là đi cúng dường hết rồi, đi cho gọi xấu cõi rồi. Trời ơi, người mẹ cũng cay. Con nó đang tích đức mà người mẹ bảo rằng là cái đức mà cái phước mà phước sạch của con tôi đó, bây giờ tôi cúng hết cho sống cõi. Mà bảo rằng bé Tường Lam nhấn gỡ ông nào, bé Tường Lam nhấn gỡ nó ngồi đó thì nó nói cho mắc kỳ mà người mẹ nói đấy. Mà cũng kỳ, bà mẹ đây có những cái kỳ lắm. Ông thổ địa, ông thần tài, ông ngồi trong nhà đấy, bả lui cua dưới bếp. Mà mắc chi ông thần tài thổ địa, ông không xuống, ông quét bả lên, ông nói mày cúng tao trước bữa ra, cả như là cho người ta sau. Mà cũng phải nói qua bé Tường Lam, rồi bé Tường Lam xuống nói với bả. Là một trong những cái là cái tính chất là cái như là giống như ngày xưa, cái thời kỳ mà chưa có điện thoại đó quý vị. Thời kỳ mà đánh giặc, mà cái thời kỳ còn cái như là đánh bằng ngựa đó. Để người ta ra cái dấu hiệu là khói, đun khói lên đó. Cứ là địch tới chỗ nào, cái qua trạm nào bắt đầu là cứ đun khói lên, rồi bên trạm kia nó biết rồi, nhìn khói rồi đun lên, có nghĩa là tính chất là cái như truyền miệng chơi cái đó. Bây giờ bà mẹ chơi AC
Bé Tường Lam nói thì đỡ, bé Tường Lam mà nói thì mất kỳ mình người mẹ lên nói thay nó làm gì. Cái nhất, cái thứ hai đó, ông thần tài ông muốn vậy thì mất kỳ ông thần tài nói được thì ông nói với người mẹ, không cần phải nói với bé Tường Lam, đúng không? Nói người mẹ nhiều lúc hiệu quả hơn, nói người mẹ nhiều lúc người mẹ túng một lần là 10 cái chứ không phải là 1 2 cái, đúng không? Tự nhiên mà bên ông thần tài thổ địa mà đi nói với là bé Tường Lam đó. Mà thần tài thổ địa là nó tượng trưng, nó thật sự nó tượng trưng cho con người chúng ta, đúng không? Cái thần tài thổ địa nào mà đi gọi là thế này, các tôi nói ông thần tài mà ông linh như vậy đó, là mấy ông sản xuất ra thần tài đó quý vị. Ông thần tài mà ông linh vậy, mấy ông sản xuất ra thần tài đó, mấy ông đúc tượng đó, là mấy ông đấy ông giàu lắm đó. Ông tạo ra được cái hình tướng thần tài thì thần tài phải phù hộ mấy ông đấy trước. Nhưng mà nó khổ cái là mấy ông mà đúc tượng đấy, ông sống được là nhờ ông thương mại trên cái hình tượng của thần tài. Ông đúc tượng đó ông bán, chúng ta mua ông mới có tiền, đúng không? Đáng lý mà giàu có mà dựa vào thần tài là mấy cái ông mà ông đúc thần tài, ông giàu trước, ông tạo ra được cái hình tướng của thần tài thì ông phải giàu trước cái đã, thần tài phải phù hộ cho ông trước cái đã, đúng không? Chứ mắc kỳ mà cái như là ông đúc là được thần tài rồi ông không giữ cho ông mà đi bán cho người ta, đúng không? Đúc thần tài mà linh cỡ đó, thần tài mà nó thật sự mà phù hộ được á, là chắc ăn rằng thằng tài đó ông sẽ gì, ông sẽ kể như là phù hộ cái ông đúc tượng đó, ông đúc thằng tài đó phù hộ trước rồi mới đến những người mua đó. Trời đất thánh thần, thấy bà mẹ bà chơi phò chiêu chiêu độc không à, chơi cỡ đấy ai chơi lại hay mình đọc cái chú Đại Vi hay là chú Trực Sư hay là chú Lăng Nghiêm hay là chú Đại Tạng. Dạ chú hỏi lại lần cuối nha, mấy cái bài kinh đó là ai chỉ cho con hay là con học ở đâu? Quan âm nói con đó, bà con thấy không? Bé đó có một cái sự ngập ngừng đó. Tất cả những cái chi là bé nó có một cái sự trả lời rất lưu loát và dứt khoát, nhưng riêng cái câu này con học những bài đó ở đâu thì bé nó trả lời có cái nó sượng sượng, sao nó ngập ngừng ngập ngà quý bà con, đúng không? Vì con bé nó không có thể nói dối được, mà đây là đang ép nó nói dối. Người lớn đang ép con bé nói dối, cho nên con bé nó trả lời mang tính chất là cái như là gượng ép thật sự luôn. Bà con nghe lại cái này, tôi thấy rất thương bé luôn. Nó trả lời mang tính chất là gượng ép, một cái sự là cái như là gượng ép trong này đó, khủng khiếp quá. Là phải đọc kinh, phải đọc kinh đó. Nhưng mà Quan Âm biểu con học ở đâu? Con học được cái đó là khó nhất đối với con, là con tự biết luôn á. Thấy bé gì đó thì chị cũng chơi. À, con học được, để con học được cái đó là khó nhất của con mà con tự biết luôn. Ủa, con đã tự biết làm cho cái chuyện mà khó dễ con, đúng không? Con tự biết có nghĩa là từ trong đầu của con nó đã có một cái sự là con nhớ sẵn rồi, thì không có cái chuyện mà khó hay dễ, đúng không? Cái khó ở đây đó, cái khó đây là cái khó con phải thuộc lòng. Con phải thuộc lòng cái bài đó mới là khó của con, chứ không phải là khó mà Phật bà mà tối con ngủ là Phật bà nói chuyện bên tai của con đấy, rồi bảo con đừng chơi game đi, rồi bảo con là tập trung vào cái việc chính của con đi. Mà việc chính của con là gì? Việc chính của con là đọc cái chú rồi cái như là phố độ đó cho ông ngoại bà ngoại thấy. Cái này đó thật sự trời đất thánh thần, thì Phật bà chi mà nói thật sự qua cái chỗ mà cái chỗ mà mẹ con của bé Tường Lam đi thì tôi thấy là cái sự thiên vị, đúng không? Phổ độ chúng sanh muôn loài, đằng này tập trung ông ngoại bà ngoại bé Tường Lam không đó, cái kỳ kỳ nha quý bà con. Cái này tôi thấy kỳ lắm. Tuy tôi nói cái câu chuyện này đó, nó còn có rất nhiều cái điều nó ấn khúc cực kỳ. Chị lên trên mấy kênh chị xem mấy bài kinh chị coi theo chứ chị cũng chưa có thuộc nhiều. Mà bé thì lại thuộc 10 bài, nhưng mà chị ví dụ mà chị thuộc được có 2 bài thôi. Nhưng mà bé thì nó đã thuộc hết. Ví dụ như 4 tuổi đi rồi, ví dụ em cho nó học trên YouTube hay TikTok làm sao mà thuộc nổi. Mau chốt ở đây, mau chốt ở đây quý vị. Người mẹ là cái đây là cái clip đầu tiên. Người mẹ khẳng định là 4 tuổi mà em cho nó học trên cái TikTok YouTube làm sao mà nó học nổi. Có nghĩa là người mẹ cái như là cái số tuổi của bé Tường Lam là người mẹ ấn định 4 tuổi để đẩy cao cái gọi là cái giá trị của bé lên.
đẩy cao cái sự huyền bí lên, đúng không? Chứ tôi thật sự mà không có người mẹ nào mà cái là để con mình ra mang nịnh để đâu, giờ không biết con mình mấy tuổi hết, điều đó nó vô lý. Chính qua cái 4 tuổi này đó là người mẹ cũng không có tính được cái vấn đề là sẽ có một ngày mấy anh YouTube anh quay ngược lại anh hỏi cái tuổi. Đây là một trong những gì, một trong những thước phim bị lỗi. Anh YouTube thì anh vô tư, anh YouTube thì anh vô tư anh quay, còn người mẹ là vừa đạo diễn mà nó bị lỗi. Người mẹ là cái chú ý, người mẹ đưa con bé này 4 tuổi để đôn cái vấn đề là thần thánh hóa con bé lên. Người mẹ nói rằng em cứ nghĩ đi, một đứa bé 4 tuổi mà nó học trên cái nền tảng YouTube hay TikTok sao mà nó nhớ được. Đó, cái mục đích là như vậy. Đó khi bé nói ra những câu đó, bé nói những câu rồi bà chú đó, rồi cái fan cuồng nhảy vô, cái fan gọi là dự đoán ma tiếng nhảy vô, trời ơi tung bé lên, thần thánh hóa bé, trời ơi bé là cái nó tự biết, bé là từ cái như là cá chết hóa rồng xuống, bé là thế này thế nọ thế kia. Ông nậu ơi, bây giờ là biết số tuổi bé rồi đó, không biết mấy vị kia nói sao. Rồi bà mẹ đây bây giờ bà giải thích sao đây? Bảo rằng bé 4 tuổi sao mà học được nền tảng cái tất tư thế, bây giờ bé 5 tuổi 10 tháng bé học được hay không? Đó. Rồi cái như là bé đã nói ở chùa đó là bé cái mỗi lần bé ngủ là bé phải nghe, bé nghe biết bé phải thuộc theo. Điều đó là một trong những cái là cái như là rất xác thực. Đó. Tôi nói với bà con mà nghiên cứu vụ này tôi thấy cũng nhiều cái nó hài hước dữ nha quý vị, hài hước lắm, nghiên cứu kỹ là rất hài hước luôn. Đó. Nó còn quá nhỏ làm sao nó hụt nổi, nhưng mà trong cái đó nó tự biết trên đường đi chị chở nó ở đâu mà chị hụt được. Có hai quan âm nói với con là phải đọc kinh đó, nhưng mà quan âm biểu con học ở đâu? Con học được cái đó là khó nhất đối với con, là con tự biết luôn á. Thấy bé gì đó thì chị cũng chay con trai, rồi chị lên trên mấy kênh chị xem mấy bài kinh chị coi theo, chứ chị cũng chưa có hụt nhiều. Mà bé thì lại thuộc 10 bài. Lên trên những cái kênh, lên trên những cái kênh chị xem mấy cái bài kinh cho chị không thuộc nhiều, nhưng bé lại thuộc. Đây người mẹ khai nè, ủa đã là tự nó biết, tự nó có trong đầu, nó phun ra là không phải là thuộc. Mà cái này gọi là gì, theo những cái mà cái như là mấy cái vị mà trong cái mấy cái đạo chi mà là du di quý vị, nói ra là tự nhớ, tự biết khác, tự thuộc khác, tự biết là đã có sẵn rồi, nó có sẵn trong này rồi. Có nghĩa là theo mấy cái vị mà mấy đạo du di là bảo rằng là từ đời kiếp nào rồi bé nó bây giờ nó đầu thai lên rồi nó nhớ nó biết. Đấy, còn cái tôi thật sự tôi không có tin vào những cái du di. Đã du di huyền bí, huyền bí sao bà biết bà nói. Tôi hỏi hôm nay các ba vị điện tới tôi giải thích về cái chuyện bé Tường Lam, bảo rằng chị là đang ở trong cái gọi là nghiên cứu về cái du di huyền bí thì chị nói cho em nghe. Tôi cho nói một đoạn, tôi hỏi một câu thôi. Chạy cái này du di nha, là ok cái cho du di đi. Mà em hỏi chị một câu này, nếu chị trả lời thì anh tin, đã là huyền bí mà sao chị biết, huyền bí mà chị biết đâu còn huyền bí, đúng không? Quê sao quý vị, cấp mấy cái rập đồ quý giấy mà cũng hỏi được. Tôi nói thật sự quý vị, cả mấy ngày nay mà tôi toàn là nhận những cái cuộc gọi mà trên trời dưới đất không, toàn là du di huyền bí không. Đấy, bây giờ bà mẹ nói nè, bây giờ bà mẹ nói y sĩ nè, là mấy vị du di giải thích sao đây? Chị mở YouTube chị nghe thế tốt, chị nghe nhưng mà chị không thuộc bé lại thuộc. Đấy du di đó, cái đấy mới du di quá vậy. Tiếp tục nha, tôi nói là kiểu bỏ tay. Ví dụ mà chị thuộc được có 2 bài thôi, nhưng bé thì nó thuộc hết. Ví dụ như 4 tuổi đi rồi, chị thuộc cả 2 bài thôi nhưng bé lại thuộc hết nha. Đó, rồi tiếp tục nè. Cho nó học trên YouTube hay TikTok làm sao mà thuộc nổi. Nó còn quá nhỏ làm sao nó thuộc nổi. Nhưng mà trong cái đó nó tự biết, trên đường đi chị chở nó ở đâu. Mẹ người mẹ cũng khẳng định là tự biết hết trơn. Tôi nói bây giờ thôi bà ơi, bà xuống với bà ơi, cái bài của bà nó lộ râu, bà đừng có đem con bà lên làm tào lao nữa. Tôi thiệt, cái vụ đây tôi nói với bà con tôi, để tôi bu theo thử là bé Tường Lam nó phổ độ được cho ai. Đấy, chứ tôi thấy con Ven là thật sự là bây giờ nó phổ độ được là mấy cái thằng gọi là nập trướng không.
ven á, ven phố độ toàn mấy nọc trưởng không đó, cứ anh nào mà cần là cái ven là cái như là dân hiến là phố độ rồi đó, đó. Chung là cũng cho mấy anh nọc trưởng là có một lần gọi là cái giây phút đam mê đê mê đó, đó là phố độ ven đó quý vị. Thôi khuyên một câu người mẹ hả, bớt đi thôi, nó lộ hết rồi bà ơi, tạo quá đi, thua bà quá. Tự đọc rồi. Dạ. Anh ấy đây nha quý vị, căng lắm, tôi nói cái vụ đây là nó căng lắm. Còn nhiều nữa, còn nếu mà đưa người mẹ này ra phân tích, nó còn nhiều cái, tôi nói với con, nhiều cái nó lâm ly bi đát lắm quý vị. Mà một đêm thì thật sự không thể mà chia sẻ được. Có nghĩa bây giờ chơi, mình chơi kiểu đây là nước lên thuyền lên thôi, đúng không? Mình bây giờ cũng chơi giống cái thân tôi là giống như là bọt bèo thôi quý vị. Bây giờ nước mà dâng lên thì bọt bèo cũng dâng theo thôi, mà nước chìm bọt bèo cũng chìm. Thì tôi đỡ xem thử là cái cột nước nó dâng cao cỡ nào, thì tôi cũng tự nguyện gọi là tôi cũng là di du huyền bí, tôi làm một cái thân bọt bèo để tôi bu theo cái dòng nước đó, chảy tới đâu là tôi bu theo tới đó. Đó. Và bây giờ thì cũng có một vị khán giả cũng muốn là chia sẻ quý bà con ý kiến của quý vị nè. Bà con vui lòng cho Lăng Thang Sài Gòn xin một like quý vị. Bà con nào chưa đăng ký kênh, vui lòng đăng ký để nhận những cuộc trò chuyện mới nhất từ kênh Lăng Thang Sài Gòn bà con ha. Cảm ơn bà con rất nhiều. Và cái vấn đề đây thì cũng mong rằng bà con yêu cái sự thật, yêu những cái lẽ phải, thì vui lòng chia sẻ giúp cái clip của tôi để có một cái sự lan tỏa. Cảm ơn tất cả các bà con đã đồng hành cùng với là Lăng Thang Sài Gòn trong suốt những cái thời gian vừa qua. Kênh Lăng Thang Sài Gòn đi cũng rất nhiều cái vụ việc, chứ phải mỗi cái này. Mà đến thời điểm bây giờ là có bà con đang đồng hành tới đây là tôi cũng cảm thấy là cực kỳ là phấn khởi.